Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử cầu thủ Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải sinh vào ngày 15 tháng 5 năm 1993 tại Diễn Châu, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam đang thi đấu cho câu lạc bộ Viettel và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh đã góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á vào năm 2019. Quế Ngọc Hải có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2014 trong trận hòa 2-2 với Indonesia. Tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, anh được huấn luyện viên Toshiya Miura gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam và tham dự được đeo băng đội trưởng. Quế Ngọc Hải sinh ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh trưởng trong gia đình có kinh tế tương đối khó khăn, bố anh làm công nhân, còn mẹ bán hàng tại chợ ga. Khi anh lên 5, cả gia đình chuyển lên thành phố Vinh làm ăn, sinh sống. Phần lớn tuổi thơ của Quế Ngọc Hải và anh trai Quế Ngọc Mạnh đã gắn liền với niềm vui xung quanh trái bóng tròn. Về sự nghiệp câu lạc bộ, bước ngoặt tới khi câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tuyển sinh cầu thủ bóng đá ở trường Hải theo học. Khi đó, hai anh em Hải đã rủ nhau đi thi cho vui, ai ngờ cả hai đều đậu. Gia đình anh biết được tin, liền đồng ý cho cả hai anh em chuyển hẳn vào sống trong lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, theo đuổi con đường đá bóng chuyên nghiệp từ khi mới 5 tuổi. Quế Ngọc Hải là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Vì chấn thương mà anh trai Hải đã phải bỏ dở ước mơ với trái bóng tròn. Tuy nhiên, sự nghiệp của Hải lại thuận lợi hơn. Anh đã quyết tâm thi đấu cho cả phần của anh trai mình xuyên suốt khoảng thời gian khoác áo cho đội tuyển bóng đá quê hương. Quế Ngọc Hải đã luôn chứng minh được vai trò và tầm quan trọng của mình khi chơi ở vị trí hậu vệ. Anh đã đóng góp thành công nho nhỏ trong chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đến tháng 12 năm 2018, Quế Ngọc Hải đã chính thức đầu quân sang câu lạc bộ Viettel. Tổng cộng, trước khi rời đi, anh đã có quãng thời gian cống hiến 6 năm vinh quang, có tuổi hơn và cũng có cụi hơn cũng có cho Sông Lam Nghệ An, vinh quang cũng có. Về thi đấu cho câu lạc bộ Viettel, tháng 12 năm 2018, Quế Ngọc Hải đã về khoác áo câu lạc bộ Viettel với thời hạn 3 năm. Để có được cái gật đầu của tân đội trưởng đội tuyển quốc gia, đội bóng nhà giàu phía Bắc đã chấp nhận chi trả 3 tỷ đồng mỗi năm cho anh. Tuy nhiên, thì phong độ thi đấu của anh khiến cho đội bóng chủ quản chưa thực sự hài lòng trong thời gian vừa qua. Bằng sự nỗ lực cố gắng tập luyện, anh đã dần lấy lại niềm tin từ câu lạc bộ chủ quản. Sau đó, anh đã cùng Viettel chính thức lên ngôi vô địch V-League mùa giải 2020, chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị 2 năm liên tiếp của câu lạc bộ Hà Nội. Về sự nghiệp quốc tế, bàn thắng. Ngày 22 tháng 12 năm 2014, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đối thủ Indonesia, bàn thắng 1. Ngày 16 tháng 1 năm 2019, sân vận động Harbin Raya của UAE, bàn thắng 2-0, đối thủ Yemen. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, sân vận động Kaiten, Indonesia, bàn thắng 2-0, đối thủ Indonesia. Về danh hiệu, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 giải 3, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 vô địch, V-League 2020 vô địch, quả bóng đồng Việt Nam 2020. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.